Xin chào các em. Các em hãy quan sát các cái hình ảnh sau đây và cho cô biết đây là những chương trình nào. Hình ảnh tìm hài cốt và xác định người thân của các chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh là của chương trình Nhắn tìm đồng đội. Còn cái hình ảnh mà vui mừng ôm nhau khóc khi nhận lại người thân là của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Vậy thì những chương trình này dựa trên phương pháp khoa học nào để xác định được người thân hoặc là hài cốt của liệt sĩ? Thì cô sẽ thông tin cho các em biết, đó chính là dựa vào mẫu ADN, người ta có thể xác định được chính xác để tìm người thân, tìm tội phạm hoặc là xác định thân nhân của hài cốt. Cái phương pháp đó thì sẽ dựa trên cơ sở khoa học nào? Xét nghiệm ADN là người ta sẽ đem phân tích, đem so sánh những cái đoạn ADN tách chiết từ các cái tế bào của cơ thể, bao gồm có máu nè, có chân tóc, có mô, có tinh dịch, hoặc là các cái mẫu xương, răng của hài cốt liệt sĩ. Vậy thì ADN là gì? ADN có cấu tạo, cấu trúc như thế nào? Thì hôm nay cô cùng các em sẽ tìm hiểu một cái kiến thức mới nói về ADN thông qua bài 15. Nội dung của bài này bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là cấu tạo hóa học của phân tử ADN và phần thứ hai là cấu trúc không gian của phân tử ADN. ADN được viết tắt đầy đủ là axit deoxyribonucleic. A là viết tắt của axit, D là viết tắt của deoxyribo và N là viết tắt của nucleic. Vậy thì các em hãy quan sát cái hình này. Nêu cho cô cấu tạo của phân tử ADN gồm những nguyên tố hóa học nào? Chúng ta nhìn thấy ký hiệu của O chính là oxy, P là phosphor, C là carbon, H là hydro và N là nitơ. Phân tử ADN được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Cái phân tử ADN á, là một đại phân tử. Nó được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, gồm nhiều đơn phân liên kết lại với nhau. Cái đơn phân là các cái nucleotide, cái phần mà màu đỏ cô đã khoanh tròn lại đó. Vậy thì tức là một cái ADN nó sẽ được cấu tạo từ nhiều cái nucleotide. Cô phóng cái nucleotide lên để các em dễ nhìn, dễ quan sát. Nucleotide được cấu tạo bởi ba thành phần. Đó là nhóm phosphat màu vàng, đường deoxyribo màu tím và một cái nhóm nữa đó là bazơ nitơ. Rồi các em thấy thì các cái nucleotide này nó đều giống nhau ở một phân tử đường và cái nhóm phosphat. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau về một nhóm bazơ nitơ. Các em nhìn trên hình thì cái timin á là nó màu xanh nhạt. Adenin là màu xanh đậm. Cytosine là màu vàng nhạt và guanin là màu vàng đậm. Về kích thước và khối lượng thì ADN nó có kích thước rất là lớn, nó dài hàng trăm micromet. Cái khối lượng của ADN nó đạt hàng triệu, hàng chục triệu đơn vị carbon và ADN nó thuộc loại đại phân tử. Chúng ta ghi nhận lại các ý, đó là ADN nó sẽ được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ADN thuộc loại đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân. Các em quan sát lại cái hình này. Phân tử ADN nó được cấu tạo bởi các cái bazơ nitơ như sau. Có bốn loại bazơ nitơ. Đó là timin, ký hiệu là T. Đây. Adenin, ký hiệu là A. Cytosine, ký hiệu là chữ X và guanin, ký hiệu là chữ chữ G. Như cô đã nói thì các cái nucleotide đó, nó đều giống nhau ở một cái phân tử đường và nhóm phosphat. Tuy nhiên nó sẽ khác nhau
ở một cái nhóm progenitor, nên là dựa vào cái nhóm progenitor này, người ta sẽ gọi thành tên của các nucleotide luôn. Vì vậy người ta chốt là sẽ có bốn loại nucleotide, đó là A, T, G, X. A là adenine, T là thymine, G là guanine và X là cytosine. Các em nhìn thấy á, các cái nucleotide này, thấy chưa? Nó sẽ liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi, người ta gọi là cái chuỗi nucleotide, và nó sẽ trở thành một cái mạch đơn. Tiếp theo, các em quan sát một cái mạch phân tử ADN ban đầu của cô á, thì nó có 7 nucleotide. Ở cái hình số 1 này nó khác gì so với cái hình ban đầu? Ở cái hình số 1 này cô vừa thêm một vài cái nu, là hai cái nu X và T vào đoạn ADN ban đầu, thì nó sẽ tạo ra một cái đoạn ADN mới, nó khác so với ADN ban đầu. Việc cô thêm này á là cô đã làm thay đổi về số lượng của các nucleotide. Hình thứ hai, vẫn là cái số nu ban đầu, tuy nhiên cô đã thay thế cái nu này bằng cái nu khác và nó cũng tạo ra một cái đoạn ADN mới. Như thế nào so với ban đầu nhỉ? Nó sẽ khác so với ban đầu luôn. Việc thay thế này của cô đã làm thay đổi về thành phần của các cái nucleotide trên mạch ADN. Hình thứ ba, cô không làm thay đổi số lượng, cũng không làm thay đổi thành phần, nhưng mà cô lại đảo, không, cô lại đảo vị trí sắp xếp của các cái nu trên mạch ADN, thì cô cũng sẽ tạo ra một cái mạch ADN mới, nó khác so với cái mạch ADN ban đầu. Đây là thay đổi cái trật tự sắp xếp nè. Vậy thì ADN của mỗi loại á, nó sẽ có những cái đặc trưng về số lượng, về thành phần và về trình tự sắp xếp các cái nucleotide trên mạch đơn. Cô lấy ví dụ, khi mà phát hiện ra một cái loại nào đó lạ, từ trước đến giờ chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy. Làm thế nào để biết được đó là loại mới phát hiện ra hay là loại mà đã có, tuy nhiên chúng ta chưa biết thôi. Thì chúng ta sẽ đem xét nghiệm ADN. Chúng ta sẽ xem thử là cái số lượng nu của loại này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tiếp là chúng ta sẽ xem cái thành phần, cái trật tự sắp xếp của các nucleotide. Nếu mà nó không trùng với cái số liệu mà chúng ta đã ghi trước, ghi chép ở các cái loại trước á, thì đó là một cái loại mới. Còn nó đã có rồi thì nó sẽ là một cái loại cũ. Được chưa nào? Nó chỉ thay đổi về hình dạng bên ngoài thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta cho nó giao phối với cái loại đã có thì nó vẫn có khả năng giao phối và sinh ra thế hệ sau. Vậy thì cái ADN này nó sẽ có những cái đặc trưng nhất định về số lượng, về thành phần và về trật tự sắp xếp của mỗi loại. Loại nào thì sẽ có đặc trưng về số lượng, về thành phần và trật tự sắp xếp riêng của loại đó các em nhé. Các em hãy làm một cái bài tập nhỏ sau đây. Có 3 đơn phân là A, T và G. Vậy thì có bao nhiêu cách sắp xếp của 3 cái đơn phân trên? Với 3 cái đơn phân trên thì cô sẽ viết được là ATG này là một cách sắp xếp này. AGT cũng là một cách sắp xếp. Hoặc là AAA cũng là một cách sắp xếp và một cái cách viết, tại vì chỉ cần nằm trong 3 cái đơn phân này thôi. Được chưa? AAG cũng là một cách sắp xếp, và khi mà cô viết như thế này thì cô sẽ thu được là 27 cái cách sắp xếp. Nhưng mà trong cái phân tử ADN lúc nãy chúng ta học, không chỉ có 3 đơn phân mà nó có 4 đơn phân và số lượng của nó cũng rất là nhiều chứ không phải là chỉ là một đoạn ngắn như thế này. Vậy thì khi mà có 4 đơn phân á thì cái số lượng tạo ra của chúng ta rất là nhiều cách sắp xếp khác nhau, tạo nên một cái tính đa dạng của một phân tử ADN. Điều này lý giải vì sao mà nếu chúng ta không phải là người trong cùng một huyết thống thì ADN của chúng ta sẽ khác nhau. Cách sắp xếp khác nhau của bốn loại nucleotide
sẽ tạo nên tính đa dạng của phân tử ADN. Vậy thì tính đa dạng và đặc thù của ADN có ý nghĩa gì đối với sinh vật? Tính đa dạng và đặc thù của ADN nó sẽ là cơ sở cho cái tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật. Các em ghi phần này vào trong tập. ADN, acid deoxyribonucleic, được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ADN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân là các nucleotide gồm 4 loại A, T, G, X. ADN có tính đa dạng và tính đặc thù. Nó đa dạng ở chỗ là trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại nucleotide. Và tính đa dạng là do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các nucleotide. Tính đa dạng và đặc thù của ADN sẽ là cơ sở phân tử cho tính đa dạng và đặc thù của các loài sinh vật. Các em nhớ ghi phần này vào tập nhé. ADN trong tế bào á, chủ yếu tập trung ở trong nhân và nó có một cái khối lượng ổn định, đặc trưng của mỗi loài. Trong giao tử thì hàm lượng ADN nó sẽ giảm đi một nửa và sau khi hữu tinh thì hàm lượng ADN lại được phục hồi ở bên trong hợp tử. Cô lấy ví dụ nè. Hàm lượng ADN trong nhân của tế bào lưỡng bội ở người là 6,6 nhân 10 mũ trừ 12 gram. Còn trong tinh trùng hay là ở bên trong trứng á, nó chỉ còn là 3,3 nhân 10 mũ trừ 12 gram thôi. Điều này nó sẽ liên quan tới cơ chế tự nhân đôi, phân ly và tổ hợp của các nhiễm sắc thể trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu trúc không gian của phân tử ADN. Vậy thì cấu trúc không gian của phân tử ADN được tìm ra như thế nào? Các em hãy xem một đoạn video sau. We are in 1953 in Cambridge, a city where scientists are racking their brains to corner what was known as We have discovered the molecule of life! Yes, that one. Okay, let's rewind a little. Several researchers over many years discovered that in the nucleus of our cells there was a substance called DNA, which contained all our genetic information, and it was made of four compounds: adenine, thymine, cytosine, and guanine. How was it possible that the whole book of our life was written with just four letters? Our celebrating friends James Watson and Francis Crick thought that maybe the answer was in the structure of DNA, and they were trying to solve this four-pieced puzzle that was driving all the scientific community crazy. They had two clues. The first one was a discovery made by Erwin Chargaff, who found that in all organisms he tested, the relative amounts of adenine and thymine were equal. And the same happened with guanine and cytosine. The second clue came from Rosalind Franklin, an experienced chemist who generated DNA crystals and shot X-rays through them to study their structure. The X-ray picture showed a repeated pattern, which meant it was something similar to a helix. Watson and Crick tried all the different possible unions between A and T and G and C, and one was perfect. Two bonds between A and T and three bonds between C and G would fit in a helix. A double helix indeed. Also, the four units structured this way could code a huge amount of data, as a dot and a dash can compose a whole alphabet in Morse code. On top of these discoveries, specific pairing suggested the copying mechanism for DNA, for the production of new cells and new life. 10 years after the celebration in the pub, Watson, Crick and Morris Wilkins, the boss of Franklin, received the Nobel Prize for this discovery, and the DNA revolution spread across every biology laboratory in the world. À, cái việc tìm ra cấu trúc không gian của phân tử ADN á, thì nó diễn ra khá là lâu và hai cái nhà khoa học đã công bố ra cái cấu trúc không gian của phân tử ADN, đó chính là Watson người Mỹ và Crick người Anh.
À, hai ông này đã công bố cái cấu trúc không gian của phân tử ADN vào năm 1953. Đến năm 1962 thì hai ông này đã được nhận giải thưởng Nobel về cái mô hình cấu trúc không gian này của mình. Các em hãy quan sát cái cấu trúc không gian của phân tử ADN và chúng ta sẽ rút ra một số nhận xét. Khi mà xem cái cấu trúc không gian của phân tử ADN, chúng ta thấy nó có bao nhiêu mạch? Nó là một chuỗi xoắn kép bao gồm có hai mạch. Và chúng ta nhận thấy là hai mạch này nó sẽ song song với nhau. À, nó xoay theo chiều nào đây? Nó xoay từ trái sang bên phải. À, ADN là một chuỗi xoắn kép bao gồm có hai mạch song song với nhau và nó sẽ xoắn đều. À, theo cái chiều từ trái sang phải. Đây, cái đoạn mà cô ghi là 3,4A0 á, thì đây chính là một cái chu kỳ xoắn của phân tử ADN. Thì mỗi cái chu kỳ xoắn này nó sẽ có chiều cao là 34 angstrom. Cái này đọc là angstrom nhé. Bao gồm có 10 cặp nucleotide và đường kính của cái vòng xoắn này là 20 angstrom. Rồi, các em nhìn vào cái hình nhỏ này nè, các em thấy nè. Thì A thì nó sẽ liên kết với gì? Với T. Và G thì nó sẽ luôn luôn liên kết với X. Đây được gọi là nguyên tắc bổ sung. Vậy nguyên tắc bổ sung là gì? Nguyên tắc bổ sung là nguyên tắc mà A luôn luôn liên kết với T và G luôn luôn liên kết với X. Được chưa nào? Cô có một cái ví dụ như sau. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN như sau. Đây là một cái đoạn mạch đơn. Trình tự các đơn phân trên đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào? Thì dựa vào cái nguyên tắc bổ sung mà lúc nãy cô mới vừa nói thì các em sẽ điền được cái mạch còn lại. Hồi nãy cô nói là gì nhỉ? A sẽ luôn luôn liên kết với T và G sẽ luôn luôn liên kết với X theo nguyên tắc bổ sung. Thì ở đây A, cái mạch còn lại sẽ là T. T thì sẽ liên kết với A. Tại vì cô đã nói rồi, A là sẽ luôn luôn đi với T, G là luôn luôn đi với X. Vậy thì G sẽ liên kết với X. Tiếp theo sẽ là X. Tiếp theo là G, đúng không? A. Tiếp theo là T. Tiếp theo là X. Tiếp theo là A. Và cuối cùng là G. Vậy thì khi mà các em đã biết được trình tự của một mạch thì các em có thể nào các em suy ra được cái mạch còn lại không? Tất nhiên là được rồi đúng không? Tại vì chúng ta mới vừa làm xong. Vậy thì khi biết được trình tự sắp xếp của các nucleotide trên một cái mạch đơn này thì chúng ta có thể suy ra được trình tự các nucleotide của mạch đơn kia. Các em ghi phần này vào trong tập. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều theo chiều xoắn phải và nó có tính chu kỳ. Mỗi chu kỳ xoắn cao 34 angstrom, gồm 10 cặp nu, đường kính là 20 angstrom. Các nu giữa hai mạch ADN nó sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro thành từng cặp, A liên kết với T, G liên kết với X. Và chúng ta sẽ có hệ quả của nguyên tắc bổ sung. Đó là khi biết được trình tự sắp xếp các nucleotide trong mạch đơn này thì có thể suy ra trình tự của mạch còn lại. Chúng ta tổng kết cái bài hôm nay chúng ta học, củng cố lại kiến thức mà chúng ta đã học về bài ADN. Thì cái cấu tạo hóa học của ADN, ADN được viết tắt của axit deoxyribonucleic. Nó được cấu tạo từ các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. ADN là một đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, bao gồm các cái đơn phân liên kết lại với nhau. Các cái đơn phân này chính là các nucleotide và có bốn loại nucleotide, đó là A, T, G, X. ADN này nó là một đại phân tử và nó có kích thước rất là lớn.
Rồi, cấu tạo của một nucleotide thì nó bao gồm một cái gốc phosphat nè, một nhóm đường và một nhóm bazeniter. ADN thì nó có tính đa dạng và đặc thù. Nó đặc thù bởi số lượng, bởi thành phần và trình tự sắp xếp. Còn có tính đa dạng là ở trật tự sắp xếp của bốn nucleotide. Về cấu trúc không gian thì phân tử ADN này nó sẽ có hai mạch song song xoắn đều và nó sẽ ngược chiều nhau nha các em. Phân tử ADN này nó sẽ có các cái liên kết hóa trị và liên kết hydro. Thì A nó sẽ liên kết với T và G nó sẽ liên kết với X. Các em làm một số bài tập nhỏ sau đây. ADN được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố nào? Ta mới vừa ôn tập xong thì chúng ta có thể chọn được. ADN được cấu tạo bởi các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ và phosphor. Các đơn phân nào cấu tạo nên ADN? Đó chính là A, T, G, X. Đáp án C. Cho trình tự trên một mạch của đoạn ADN là một cái đoạn này. Vậy thì trình tự của mạch đơn còn lại là gì? Rồi chúng ta nhìn vào cái mạch gốc của chúng ta nè. A thì nó sẽ luôn luôn đi với T. Mà bốn đáp án chúng ta đều có T hết. T thì sẽ đi với A. Vậy thì chúng ta sẽ loại cô A và cô B ra. X thì nó sẽ đi với G. G thì chúng ta sẽ chọn đáp án của chúng ta là câu C. Hướng dẫn về nhà. Về nhà các em hãy học bài và làm bài tập trắc nghiệm theo cái link Google Form mà cô đã gắn ở trên trang học trực tuyến. Các em hãy đọc mục em có biết và xem trước bài ADN và bản chất của gen. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe.